Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 8 Hình học nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái dấu hiệu thứ tư để nhận biết hình vận hành. Cái dấu hiệu thứ tư nó nói như thế nào? Các bạn nào mà muốn biết những cái dấu hiệu trước hoặc là các bài lý thuyết trước của mình thì các bạn có thể vào mục miêu tả nha. Mình đã để cái đường link rồi nha các bạn. Thì cái dấu hiệu thứ tư này nói gì? Tứ giác có các góc góc đối bằng nhau, suy ra hình bình hạnh, vậy chưa? Nếu mà các bạn học để nhớ thì các bạn chỉ nhớ rằng các góc đối bằng nhau thì suy ra hình bình hạnh, các góc đối bằng nhau suy ra hình bình hạnh, chứ đừng cố gắng học thuộc tứ giác có các góc đối bằng nhau thì suy ra hình bình hạnh, vậy chưa? Vậy đề bài cho các góc đối của nó bằng nhau, góc đối là gì? Đó, góc đối là góc đối diện chứ góc đối là cái gì? Góc đối nha, mình vẽ hình bình hạnh trước rồi cứ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy nha. A B C đây thì góc A sẽ bằng góc C, góc B sẽ bằng góc góc D, được chưa? Góc A bằng góc C, góc D bằng góc B, đó là giả thuyết cho góc A bằng góc C và góc B bằng góc D. Đây là giả thuyết thì các bạn chỉ cần chứng minh nó là hình bình hạnh thôi. ABCD là hình bình hạnh. Thì nhớ một điều, để chứng minh hình hạnh thì các bạn chỉ cần chứng minh hai cặp cạnh đối của nó song song. Thì nhớ song song thì sẽ có so le nè, trong cùng phía nè, đồng vị nè, thì sẽ liên quan tới góc. Thì mình dựa vô cái góc, những cái góc này để mình giải thì ta có gì ạ? Góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng bao nhiêu ạ? 360 độ. Đây gọi là tính chất của tứ giác, được chưa? Và góc A bằng góc C, vậy tôi sẽ thay A thứ hai góc C được bằng góc A, được chưa? Tiếp góc B bằng góc D, vậy tôi sẽ thay cái góc D bằng góc B. Góc B thì tôi viết lại 360 độ, được chưa? Rồi góc B, góc D thay bằng góc B, xin lỗi. Thì từ đây mình sẽ thấy rằng A cộng A bằng 2A, B cộng B bằng 2B. Hai này có chung gì vậy? Hai này có chung số, số 2 mang ra ngoài đặt làm nhân tử chung. Được chưa? Vậy suy ra góc A cộng góc B bằng 360 độ chia 2 bằng 180 độ. Vậy suy ra góc A với góc B là hai góc trong cùng phía, tổng hai góc cộng lại bằng 180 độ thì hai góc đó được gọi là hai góc trong cùng phía, trong trong hai đường thẳng cùng phía, cùng phía dưới. Các bạn nhìn thấy không ạ? Vậy suy ra cái gì ạ? AD sẽ song song với lại BC, được chưa? Một cặp cạnh song song. Bây giờ chỉ cần chứng minh AB cũng song song với DC, vậy mình sẽ tính tổng góc A cộng góc D. Thì bây giờ mình chỗ nào cũng tương tự, góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 180 độ bằng 360 độ. Thì góc A với góc D thì mình sẽ thay cái góc C. Bước 1, góc A bằng góc C, vậy tôi thay cái góc C bằng góc góc A. Và tôi thay cái góc B bằng góc góc D. Được chưa? Bằng 360 độ. Thì cũng chứng minh tương tự như vậy, mình sẽ kết luận góc A cộng góc D bằng 180 độ. Vậy hai góc trong cùng phía. Để suy ra được gì vậy? Suy ra được A, B song song với GC. Rồi, một cặp cạnh thứ hai cũng song song. Từ đó suy ra A, B, C, G là hình bình hạnh. Được chưa?
Vậy để chứng minh các dấu hiệu này thì các bạn chỉ cần chứng minh nó, quay về cái định nghĩa hình bàn là gì thôi. Hình bình hành là tứ giác có các cặp cạnh đối của nó song song, được chưa ạ? Song song thì các bạn nhớ đến so le trong một vía động đồng vị nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 8 nha. Các bạn nào có vướng mắc gì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.